Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh AOE4 của Cleben, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi trận đấu giữa Lucifron đối đầu với một game thủ tài năng đến từ xứ sở Trung Hoa. Ở trong trận đấu này, Lucifron cầm cho mình con Ottoman, còn ở bên kia chàng trai người Trung cầm cho mình con Trung Quốc luôn. Ottoman đối đầu với Trung Quốc, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Đây là map đấu Lipani. Lucifron cầm cho mình màu vàng, còn ở phía bên kia thì anh chàng Trung Quốc cầm cho mình màu đỏ. Và đây là một tình huống mà Lucifron đưa 5 con dân của mình ra khai thác đá, sẽ xây cho mình một cái trường đào tạo, một cái trường quân sự ngay từ thời điểm đầu. Vâng, đủ rồi, xây cho mình mà. Đây là cái trường quân sự đến từ vị trí của Lucifron. Với cái trường quân sự này thì con Ottoman sẽ xin cho mình những đơn vị quân free với thời gian xin là khá dài, với một con lính giáo là 1 phút 45 giây. 5 con dân được Lucifron tập trung vào việc đó là xây cho mình trường quân sự, sau đó di chuyển về ăn cho mình cây gỗ. Lương gỗ của anh ta hiện tại bằng 0, ăn cho mình một tơn gỗ là anh ta sẽ đủ gỗ để xây cho mình một cái trại khai thác vàng ở đây. Còn ở phía bên kia, Trung Quốc đến từ anh chàng người Trung này, một ngôi làng được thiết kế rất nhanh. Lương gỗ của anh ta còn lại là 47, đang bắt đầu di chuyển con dân của mình ra khai thác vàng. Con dân này 3 gỗ dừng, vâng 4 gỗ, vậy là dư 1 gỗ. Có 51 gỗ đủ để anh ta xây cho mình một cái trại khai thác ở đây. Hai con dân khai thác vàng và hai con dân không, chỉ một con dân khai thác vàng thôi, đưa 7 con dân ra khai thác quả. Và ăn quả không ăn cừu à anh trai? Ăn quả thì nó sẽ tạo ra vàng nhanh hơn so với ăn cừu một chút xíu nhá mọi người nhá, vì cái tốc độ lột quả nó nhanh hơn. Nhưng mà nếu tính về tài nguyên thực thì ăn cừu nó sẽ tốt hơn so với ăn quả. Ở phía bên này, Lucifron đang bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác vàng rồi. Hai con dân khai thác vàng và bao nhiêu dân quả đây? 9 con dân khai thác cừu, 2 con dân khai thác vàng. Ottoman, nhiệm vụ đầu tiên của con scout này đó chính là dò ra cái vị trí bãi vàng đến từ con Trung Quốc, sau đó là đưa những đơn vị lính giáo của mình. Vâng, con lính giáo đầu tiên đã chuẩn bị có rồi. Thời gian xin một con lính giáo là 1 phút 10 giây. Vâng, 1 phút 10 giây chứ không phải là 1 phút 45 giây như tôi nghĩ. 1 phút 10 giây thì anh ta sẽ có cho mình một con lính giáo ở đời 1. Ở đây 2 thì anh ta có thể xây cho mình một cái nò rèn để giảm đi 25% thời gian mua. Scout đã bắt đầu di chuyển, mục tiêu đó chính là bãi vàng của đối phương. Vâng, dò bãi vàng của đối phương nào. Đây là một bãi vàng đẹp dành cho con Trung Quốc khi nó nằm ở phía bên trong. Nó khiến cho cái quãng đường di chuyển của những đơn vị lính giáo ở thời điểm đầu nó phải đi đường vòng. Vâng, đến được bãi vàng của nhà đối phương thì đối phương cũng lấy được cho mình một lượng vàng vừa đủ để lên đời rồi. Và đặc biệt là con Trung Quốc này nó chỉ cần lấy được cho mình một lượng vàng vừa đủ thôi, vì nó có thể lấy được vàng ở trong những cái công trình khai thác của mình. 52 vàng vẫn chưa thấy anh chàng người Trung này, chưa thấy anh chàng người Trung này lấy được cho mình, lấy cho mình 40 vàng ở đây nhỉ. Một con quan viên trữ lượng mang tối đa đó là 40 vàng ở thời điểm chưa nâng cấp. Và lấy thêm được cho mình một số lượng cừu khá nhiều đây. Lucifron thì sao? Lucifron bây giờ cũng đã biết được bãi vàng của đối phương nằm ở phía sau nhà chính của mình rồi. Anh ta di chuyển con lính giáo của mình theo đi theo đường vòng. Ở nhà của mình thì đang bắt đầu lên đời bằng công trình giáo đường tháp đôi. Công trình giáo đường tháp đôi sẽ giúp cho con Ottoman này nó có được cho mình 4 bãi quả như kiểu liêu cơm thạch xanh vậy, cứ hết lại mọc, hết lại mọc. Và khi khai thác những cây quả làm xung quanh cái giáo đường tháp đôi này sẽ được tăng thêm 50% tốc độ khai thác. Giáo đã tiếp cận được bãi vàng của đối phương, lượng vàng của anh chàng người Trung còn 72. Và 72 vàng, con giáo đầu tiên sát thương không có quá nhiều, vẫn tiếp tục để dân của mình khai thác vàng thôi. Cứ chì ra, thật sự chì vào, cho nó chọc và... Thiết kế đầu tiên cho mình đó là công trình thành mặt trời. Anh ta xây cho mình cái thành mặt trời ở khu vực bảo vệ bãi lương của mình. Bãi vàng thì ở khu vực này thì anh ta có thể bo cho mình lớp hàng rào để ngăn cản những tình huống về sau. Đối phương không thể dồn vào được cái khu vực bãi vàng của mình. Thành mặt trời xây dựng ở đây, đây là cánh rừng. Và thế nhà của con Trung Quốc này là khá đẹp. Các bạn có thấy rằng anh ta bo một lớp hàng rào nhỏ ở đây. Một lớp hàng rào nhỏ nhỏ ở đây là gần như là cái thế nhà của anh ta cực kỳ an toàn hướng lên khu vực góc 12 giờ rồi. Khu vực góc 12 giờ anh ta có cho mình một bãi vàng, một bãi đá ở khu vực góc 12 giờ và có thêm cho mình một bãi hươu nữa ở đây. Ăn vàng và ra cho mình một cái nhà chính ở đây là vừa đẹp. Đang bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác gỗ. Lượng vàng của anh ta là 192. Lấy thêm một tơn vàng là anh ta đủ có thể lên được nhà Tống mà không cần thiết phải khai thác vàng thêm rồi. Và đang lột vàng vào để lấy cho mình thêm chút vàng, đủ vàng rồi. 226 vàng rồi, còn thiếu một chút thực nữa là anh ta có thể xây cho mình công trình học viện đế quốc. Và khả năng cao anh ta xây cho mình cái học viện đế quốc ở đây để có thể bo lót được cho khu vực bãi vàng, bãi gỗ và cả bãi lương của mình. Học viện đế quốc giúp cho con Trung Quốc tăng thêm 100% lượng vàng nhân đạo. Ơi! Ây! 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 Vâng, con dân đầu tiên đến từ vị trí của anh chàng người Trung này đã nằm xuống rồi. Hơi bất cẩn trong một tình huống mà để hai con giáo chọc chết một con dân. Lucifron cũng đã lên đời thành công rồi. Anh ta đang cho khá nhiều dân của mình ra khai thác gỗ. Để lại cho mình đó là 4, 5 con dân khai thác, bắt đầu thiết kế thêm cho mình những cái
À, anh ta đưa dân của mình ra khai thác đá để thiết kế thêm cho mình những cái trường quân sự. Chi phí để xây trường quân sự nó yêu cầu đó là 150 gỗ và 150 gỗ và 100 đá, và lại không xây nữa rồi. Định xây nhưng mà cuối cùng lại không xây nữa. Anh ta định làm gì đây? Lucifer định làm gì đây? Vẫn có hai con dân khai thác vàng, lượng dân khai thác gỗ đang khá nhiều. Đưa dân của mình đi đâu đây? Vâng, đưa dân của mình ra ăn hoang một bầy hươu bên ngoài. Dường như Lucifer đang có ý đồ là lên ba sớm, khi anh ta đưa dân của mình ra bên ngoài từ rất sớm nha. Ở phía bên này thì con Trung Quốc đang bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác đá. Hai con giáo đến từ vị trí của Lucifer vẫn đang mò mẫm lên khu vực bãi đá của đối phương, nhưng ở đây nó có thành mặt trời rồi. Hai con giáo sẽ không có quá nhiều sát thương ở trong tình huống mà Hadad vào khu vực bãi đá ở đâu. Không dễ dàng đâu. Trung Quốc đã mất đi cho mình một con dân đầu tiên, và chúng ta hãy cùng xem ở trong tình huống này liệu rằng khởi nghĩa lông dân ngay. Hai con lính giáo này rất khó để có thể lấy thêm cho mình một đam nữa. Lucifer luôn được ba con giáo và nhà đối phương rồi, nhưng như đã nói, đây là một thế nhà rất đẹp dành cho con Trung Quốc. Rất khó để có thể tổ chức một tình huống mà put mạnh về nhà con Trung Quốc này. Lucifer lựa chọn phương án, và Lucifer lựa chọn mình cho mình phương án lên ba rồi. Tôi thấy anh ta đưa dân của mình ra khu vực ăn hươu, cắt giảm dân gỗ của mình đi, tăng dân thực lên. Lượng vàng của anh ta hiện tại đang có là 141. Ở tình huống sắp tới là anh ta sẽ tăng dân ăn vàng của mình lên. Một bài đấu mà lên ba thẳng đến từ vị trí của game thủ Lucifer, sau đó là những cái chuồng ngựa tổ chức harass mạnh vào kinh tế của con Trung Quốc. Nhưng đây là một bài đấu mà con Trung Quốc ra một nhà lính, ra cho mình một lượng lính giáo, sau đó là nó bo bế khu vực đường vào nhà mình, thì anh ta gần như là không còn điểm yếu để cho những con kỳ nặng đến từ vị trí của game thủ Luzon có thể khai thác được nữa rồi. Một bài đấu mà lên đời sớm ra kỵ nhưng cũng không thật sự là ngon ăn đến từ vị trí của game thủ Lucifer đâu. Con Trung Quốc này nó có cho mình một bầy hươu, có cho mình một bãi quả, và số lượng cừu vẫn còn khá nhiều, đủ để anh ta có thể lên ba được. Và sau đó vẽ cho mình những cánh ruộng ở khu vực góc 12 giờ cực kỳ an toàn này. Đập lổ cái trại khai thác đến từ vị trí của anh chàng người Trung rồi. Bắt đầu thiết kế cho mình cái nhà chính thứ hai ở đây. Đây là nhà chính thứ hai. Có một bầy hươu, 7 con, 7 nhân với cả 350 tương đương khoảng tầm 2450 thực. Bắt đầu xây cho mình cái gì đấy? Anh ta xây thiết kế cho mình một cái trường bắn, một cái trường bắn đến từ vị trí người Trung này để xua đuổi những con lính giáo của Luzon ra khỏi nhà mình, để cho dân của mình bo bế nhà cửa một cách an toàn. Trong khi đó ở phía bên này Luzon đang bắt đầu tăng vàng, đang bắt đầu tăng dân khai thác vàng. Các bạn nhìn thấy rằng con scout đến từ vị trí của anh chàng người Trung này cũng đang đứng ở khu vực bãi vàng của đối phương. Biết được rằng ý đồ của đối phương đó là một bài lên thẳng 3, và với bài lên thẳng 3 đến từ con vâng đến từ con Ottoman này thì chắc chắn là nó sẽ ép rất trâu kỵ rồi. Vâng, ba cái chuồng ngựa đang được thiết kế đến từ vị trí của game thủ Luzon. Anh ta đang có cho mình là 700 thực và 350 vàng. Trong khi đó Trung Quốc thì sao? Vẫn là một cái trường bán, chưa có một cái nhà lính nào cả. Ở thời điểm hiện tại anh ta đang sửa lại cái công trình trại khai thác của mình, thiết kế thêm cho mình một cái nhà lính. Bây giờ là thời điểm anh ta đi bo nhà rồi. Một lớp hàng rào ở đây và một lớp hàng rào nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Cực kỳ an toàn ở khu vực góc 13 giờ, cố gắng dồn quân và thủ nhà để lên ba. Ở phía bên này, Scout đã phát hiện ra, Scout đã phát hiện ra cái ý đồ đến từ vị trí của game thủ Lucifer rồi. Anh ta đứng Scout của mình ở đây để quan sát được rằng cái lượng nhà quân của game thủ Lucifer xây ra là gì. Nhưng Lucifer không xây nhà quân ở mé bên này mà anh ta xây nhà quân ở mé bên này, khá là ảo makara đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Có lẽ rằng anh ta cái khu vực này thiết kế nhà quân thì nó hơi ít nhà quân, anh ta quyết định là thiết kế nhà quân ở một khu vực nó rộng rãi, sau đó thiết kế cho mình một cái Noren ở đây để giảm đi 25% thời gian sinh quân ở đời 2 và 30% thời gian sinh quân ở đời 3, tăng thêm rất nhiều dân vàng đến từ vị trí của game thủ Luzon. Không, anh ta lên đời bằng Hoàng cung Istanbul. Hoàng cung Istanbul thì nó có tác dụng như một cái Noren vậy, cũng giảm đi thời gian mua quân cho những trường quân sự của con Ottoman này mà không cần phải ra lò rèn. Và đang bắt đầu thiết kế cho mình một cái Noren ở đây, Hoàng cung Istanbul. Nó khiến cho cái điểm tể tướng của con Ottoman này sẽ nhanh chóng. Và đang bắt đầu đi xây cho mình những lớp tường rào rất dài và rất xa đến từ vị trí của người Trung. Ở nhà của mình thì sao? Anh ta đang có cho mình một con niên lỏ binh, chưa thấy anh ta ra lính giáo. Và bo cho mình lớp rào gỗ mỏng ở đây rồi, một lớp rào gỗ mỏng ở đây rồi. Không có đường dành cho game thủ Luzon để có thể vào harass được những con dân đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Anh ta còn khá nhiều cừu ở đây, đang bắt đầu đưa rất nhiều dân của mình ra khai thác vàng. Lương thực của anh ta hiện tại đang có là 7. Và không có con quan viên nào giám sát vào cái trong cái công trình này. Ừ, anh ta đang có cho mình bao nhiêu con quan viên đây? Và đang có cho mình nhà hai con quan viên, ba con quan viên rồi. Bắt đầu giảm dân vàng và tăng thêm dân khai thác lương của mình lên, thiết kế thêm cho mình một cái nhà lính. Khi ở phía bên kia thì Lucifer đang làm vào đấu vừa lên giá xong, anh ta muốn bổ sung thêm cho mình một lượng giáo. Và hai con học giả của game thủ Lucifer đã đứng ở khu vực thánh địa rồi, đã đứng sẵn ở khu vực thánh địa, lấy cho mình hai thánh địa, hai cái thánh tích và đứng luôn lấy cho mình hai thánh địa, coi như anh ta sẽ có bốn công trình tăng vàng. Rất nhanh tay đến từ vị trí của game thủ Luzon. Đây là lớp vòng ngoài và đây là lớp vòng trong đến từ anh chàng người Trung này. Anh ta cầm cho mình con Trung Quốc và tổ chức phòng ngự ở trong ván đấu này, mặc dù nhà đẹp nhưng cách mà anh ta tổ chức phòng ngự cũng cực kỳ bài bản và thông minh.
Các bạn thấy rằng một cái nhà chính ở đây, một cái thành mặt trời ở đây ngăn cản toàn bộ lượng quân của game thủ Luzon dí vào khu vực góc nhà 12 giờ của mình. Điểm yếu của anh ta có lẽ rằng chỉ là khu vực bãi gỗ này mà thôi. Nhưng nếu mất bãi gỗ này thì anh ta hoàn toàn có thể khai thác bãi gỗ thêm của mình ở đây. Luzon đang ép cho mình 1 2 3 4 4 cái chuồng ngựa, đang bắt đầu sóc cho mình những đơn vị kỹ năng. Anh ta đã có được cho mình một con meter rồi. Vâng, ở trong cái trường quân sự này sao? Anh ta vẫn chưa thiết kế thêm cho mình những cái trường quân sự. Vẫn là những con dân khai thác vàng và khai thác rất nhiều. Lượng kỵ ép lên một cách tối đa. Bây giờ thì anh ta đang bắt đầu muốn dí kỵ của mình xông vào, nâng cấp cho mình công nghệ giáp chống tên đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Anh ta bỏ qua cung công trình đó là landmark cung điện Meme để ra cho mình những đơn vị cơ giới, mà tập trung ép cho mình những con kỳ nặng tổ chức tấn công nhanh vào nhà con Trung Quốc. Và đang bắt đầu kẻ thêm cho mình lớp rào gỗ đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Phát hiện ra thành mặt trời và nhà chính của đối phương ở đây. Đối phương cũng có được cho mình một lượng lính giáo nho nhỏ rồi, thì liệu rằng Luzon có dám nào vào hay không? Luzon không dám nào vào. Lượng giáo đến từ anh chàng người Trung hiện tại đang có là 9 con, trong khi đó số lượng kỳ nặng đến từ vị trí của game thủ Luzon đang có là 6 con. 6 con kỳ nặng, Luzon vẫn đang chờ đợi công nghệ của mình. Và vẫn đang chờ đợi công nghệ của mình nâng cấp xong, thiết kế cho mình công trình thánh đường Hồi giáo để có thể nhét thánh tích vào. Hai cái tích đã cầm trên tay. Nào, bây giờ thì bãi hươu đã hết, bắt đầu phải di chuyển dân của mình về khai thác bãi quả và có những con cừu đầy lương thực của anh ta hiện tại đang có là 897. Vẫn còn khá nhiều thực để anh ta có thể khai thác ở trong tình huống này, đủ để anh ta có thể lên đời 3 và nâng cấp cho mình những đơn vị lính giáo đời 3. Lượng dân khai thác gỗ cũng đang là rất nhiều, 200 gỗ, có cho mình 3 cái nhà lính rồi, 3 cái nhà lính được thiết kế rất nhanh đến từ anh chàng người Trung này. Luzon vẫn đang chờ đợi công nghệ và bây giờ thì anh ta muốn lao vào, đối phương đang chuẩn bị lên 3 rồi. Bắt đầu la một tên vào khu vực bãi lương của đối phương, nhưng đây là rất nhiều giáo đến từ vị trí của người Trung, Luzon không vào được. Vâng, nếu như vào được thì cái mất của game thủ Luzon cũng là khá nhiều. Lấy kỹ năng đời 3 đánh nhau với cả lính giáo đời 2, kỹ năng có nâng cấp nhưng có meter đứng hỗ trợ. Tuy nhiên thì lượng giáo đang rất đông, vẫn tiếp tục bổ sung thêm giáo đến từ vị trí của anh chàng người Trung này, thành mặt trời và cái nhà chính. Nó khiến cho cái lượng máu mất đi của game thủ Luzon cũng là khá nhiều. Lùi ra đến từ vị trí của game thủ Luzon, lấy được cho mình hai cái thánh tích rồi, đang bắt đầu đưa những đơn vị học giả của mình để đi nhặt thêm những cái thánh tích mới. Lượng kỳ của Luzon hiện tại đang có là 8 con. Lượng giáo đến từ vị trí của anh chàng người Trung đang có là 22 con giáo. Một bài đấu mà anh ta ra cho mình 3 cái nhà lính, tăng thêm cho mình một cái trường bắn, một vài đơn vị liên lộc binh đứng đằng sau bắn chùa. 3 cái nhà lính rồi, Luzon luôn được một con kỵ của mình vào bên trong. Vâng, cũng tách giáo rất khéo đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Bây giờ là tình huống mà anh ta cần phải giữ dân của mình, chạy dân tản dân là rất nhanh. Bây giờ Luzon liệu rằng có thoát được đống kỵ của mình hay không? Lucifer ăn được 3 con dân của đối phương rồi, nhưng mà lượng kỵ anh ta mất đi sẽ là khá nhiều ở trong tình huống mà anh ta có vào, nhưng không biết là có ra được hay không đây. Anh ta có cho mình bao nhiêu kỵ? Vâng, 6 con kỵ lặng đang đứng ở bên trong, trong khi đó anh chàng người Trung đang có cho mình có 26 con linh giáo. Vâng, một tên đút vào hơi sâu đến từ vị trí của game thủ Luzon, và bây giờ rất khó để thoát được cái đống kỵ lặng của mình ra bên ngoài, và đang bắt đầu lên đời với công trình tháp đồng hồ thiên văn đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Ở phía bên kia thì sao? Luciferon lấy được cho mình hai cái thánh địa rồi. Vâng, cái thánh địa là Luciferon vẫn chưa kiếm được. Lấy được cho mình là 3 cái thánh tích rồi. Lượng kỵ của game thủ Luzon, vâng, thoát thành công những con kỳ lặng của mình khi tốc độ di chuyển của nó là nhanh hơn so với cả những đơn vị lính giáo. Lên 3. Vâng, lên 3 thành công đến từ anh chàng người Trung này. Anh ta vẫn còn được cho mình đó là 3 cây quả, và tiếp tục là những tình huống tách kỵ khá hay đến từ vị trí của game thủ Luzon. Lên 3 thành công rồi. Luzon ăn được 6 con dân của đối phương rồi. Lượng giáo đến từ anh chàng người Trung này vẫn đang có cho mình là 28 con giáo. Vẫn đang thủ nhà chật đực trước sức mạnh tấn công của con Ottoman ở thời điểm đầu. Nhưng đây là một cái đấu mà Luzon cần phải tính phương án về lâu về dài. Anh ta ép được cho mình một lượng kỵ tôi nghĩ là đủ đông rồi. Đây là thời điểm đối phương lên 3. Tôi nghĩ rằng sẽ là thời điểm mà game thủ Luzon đánh chậm lại và lên thêm cho mình những cái trường bắn. Đây đang bắt đầu thiết kế cho mình những cái trường bắn đến từ vị trí của game thủ Luzon. 3 cái trường bắn đã được thiết kế. Lượng giáo ở phía bên này. Bên này thì anh chàng người Trung đang có cho mình 26 đơn vị linh giáo, thiết kế cho mình một cái tu viện để có thể nhặt một cái tích ở khu vực góc 12 giờ. Luzon đã nhặt được cho mình 3 cái thánh tích rồi, và còn một cái thánh tích cuối cùng anh ta vẫn chưa nhặt. Đang bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác đá để xây thêm cho mình những cái nhà quân sự, và anh ta mới có cho mình một cái trường quân sự để xin cho mình những con meter miễn phí thôi. 1 2 3 3 4 cái trường bắn rồi, 4 cái trường bắn và 3 à 4 cái chuồng ngựa và 3 cái trường bắn, lấy được cho mình 3 cái thánh tích rồi. Đang nâng cấp công nghệ đời 3 đến từ vị trí của con Trung Quốc này. Và bây giờ là một tình huống mà anh ta muốn phản công. 30 con giáo. Vâng, 30 con giáo đang bắt đầu ra cho mình những đơn vị liên lỏ binh đến từ anh chàng người Trung, đứng vô hiệu hóa một cái thánh địa. Lượng giáo của anh ta đang khá đông ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì Luzon vẫn chưa ra được cho mình bất kỳ một đơn vị cung thủ nào. Đang bắt đầu xin cung thủ đến từ vị trí của game thủ Luzon với con cung đầu tiên của mình. Meter nó giúp cho những đơn vị quân của Ottoman nó di chuyển nhanh hơn 15%. Thoát ẩn thoát hiện, và một tình huống mà những con linh giáo này nó lao được vào trước cửa nhà của game thủ Luzon, và đây sẽ là mục tiêu. Vâng, mất cho mình cái công trình thánh đường Hồi giáo rồi.
Thánh đường Hồi giáo này là 240 vàng trên một phút. Lusivan đưa quân của mình ra, đồng nghĩa việc là anh ta sẽ bị tổn thất rất nặng khi anh ta chưa có cung cover, vẫn đang chờ cung đến từ vị trí của game thủ Lusivan. Giáo đang rất hung hãn ở đây. 36 đơn vị lính giáo đến từ con Trung Quốc này, một bài châu kỵ đến từ vị trí của game thủ Lusivan và khiến cho anh ta Trung Quốc này đang có cho mình những cái giai đoạn cực kỳ dễ thở. Anh ta đang bắt đầu ra cho mình những đơn vị liên lục binh. Ở nhà của mình thì sao? Vâng, đưa dân của mình đi ăn hoang chứ không cơ cấu ruộng ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Anh ta vô hiệu hóa được một cái thánh địa của đối phương rồi. Lượng giáo của anh ta hiện tại đang có là 39 con. Vâng, đang bắt đầu xin cho mình những đơn vị hoa phong. Lọ binh của anh ta cũng đã có 6 con rồi. Và một tình huống mà anh ta muốn nào lên. Lượng cung của game thủ Lusivan hiện tại đang có là 6 con. Vâng, đang bắt đầu giao cho mình những đơn vị cung thủ để có thể đẩy lùi được tân giáo đến từ vị trí của anh chàng người Trung này. Công nghệ kinh tế thì sao? Lusivan nâng cấp được cho mình, bây giờ bắt đầu lên cấp cho mình công nghệ chặt gỗ bánh xe. Anh ta chưa có một bài trần chuồng về kinh tế đến từ vị trí của game thủ Lusivan khi anh ta muốn sử dụng con Ottoman này, tận dụng tối đa cái khả năng tốc độ lên đời của Ottoman, tốc độ xin quân của Ottoman để có thể dí vào nhà con Trung Quốc. Nhưng đây là một trận đấu mà con Trung Quốc đến từ vị trí của anh chàng người Trung này là có một thế nhà quá đẹp để Lusivan có thể khai thác được. Anh ta bò bế nhà cửa của mình, đưa những con dân của mình gian hoang, bắt đầu vẽ cho mình những cái ruộng. Con hoa phong đầu tiên đã có, bắt đầu ra cho mình những đơn vị lỏ binh, đứng quân của mình lên rất cao. Công nghệ nâng cấp gì? Có giáp chống tên, vâng, khiên cận chiến của anh ta là 2, giáp chống tên là 1. Và đã tăng cho mình một đam sát thương tay rồi. Cung của game thủ Lusivan đang có bao nhiêu? 15 con cung thủ đến từ vị trí của game thủ Lusivan và 13 con kỳ lạng. Vâng, đang bắt đầu đẩy cung lên cao hơn, lấy cung thủ để rỉa giáo và những con lỏ binh của mình. Vâng, hoa phong đến rồi. Hoa phong đến rồi thì tân quân này chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Lusivan có ăn được hay không. Hoa phong đang bắt đầu xả đạn và buộc game thủ Lusivan phải lùi về ở trong tình huống này. Lusivan khi phát hiện ra hoa phong của đối phương làm cách nào để tiêu diệt con hoa phong của đối phương khi giáo và lỏ binh đang đứng bảo vệ con hoa phong là rất tốt. Lusivan sẽ lên cho mình một cái nhà xe hay không? Vâng, thiết kế cho mình một cái trường quân sự mới. Vẫn là những cái trường bắn và những cái chuồng ngựa của mình. Lượng gỗ của anh ta đang có là 300, chưa thấy anh ta thiết kế cho mình một cái nhà xe nào cả. Đây là một tình huống mà game thủ Lusivan phải tận dụng. Vâng, phải tận dụng cái khả năng micro của mình để đưa kỵ của mình ăn được con hoa phong này. Nếu như kỵ của anh ta ăn được con hoa phong này thì khả năng cao là anh ta có thể lật ngược, vâng, có thể phản chiến được thành công. Nhưng tuy nhiên thì ở trận đấu này tôi nghĩ rằng để lao và ăn được con hoa phong này thì lượng kỵ mất đi đến từ vị trí của game thủ Lusivan không phải là ít đâu nha. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì giáo và lỏ binh của anh chàng người Trung này rất dã man. Vâng, anh ta rất quyết đoán đẩy quân của mình lên rất cao. Mặc dù đối đầu với một siêu top như Lusivan, nhưng cái việc mà anh chàng người Trung này cầm cho mình con Trung Quốc quánh theo kiểu phản công cực kỳ hay. Tập trung vào việc đi ăn hoàng, bơm cho mình lượng quân cực kỳ to ở thời điểm lên 3. Và cứ thế, slowball và nhà của game thủ Lusivan không